Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ đèn đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ đèn xanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ đèn tím. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình xỏ màu đen nha. Mọi người ơi, đây là phần màu đen của mình nha. Đây là phần đầu tiên, phần màu đen của mình nha mọi người. Đây màu đen của mình nha mọi người ơi. Tiếp theo là mình xỏ màu đỏ luôn nha. Đây nha mọi người ơi, đây là màu đỏ của mình nha. Đây là phần màu đỏ của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu đỏ của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh nha. Mọi người ơi, đây nha, đây là phần màu xanh dương của mình nha. Đây là màu thứ ba, màu xanh dương của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu xanh dương của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình xỏ màu cam. Mọi người ơi, đây nha, đây là phần màu gì nhỉ? Đây là màu cam của mình nha. Đây là màu cam của mình nha mọi người. Đây là màu thứ tư, màu cam của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ nha.
Mọi người ơi, đây là phần hạt chữ của mình nha. Đây là phần hạt chữ của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần hạt chữ của mình. Bây giờ mình sẽ mình đã xỏ xong rồi, bây giờ mình sẽ nối vòng nha. Bây giờ mình nối vòng lại nhé mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ nối vòng. Sau khi nối vòng lại thì mình sẽ trang trí nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là vòng của mình này. Vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thôi đi về đi, chị em đã đoán ngay rồi. Ông đem nhanh thế, nó đi ra tận cổng ở đây rồi.